Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của việc mua lại hay sự cứu chuộc. Ý nghĩa của việc mua lại là gì? Sự mua lại là mua lại một cái gì đó. Bạn có thể cố gắng chuộc lỗi bằng cách cố gắng mua lại chiếc xe đẹp bạn đã bán, hoặc bạn có thể cố gắng mua lại linh hồn của mình sau khi bạn ăn cắp chiếc xe đẹp của người khác. Kinh Thánh nói gì về sự cứu chuộc? Trong Thần Đọc Cơ Đốc Giáo, sự cứu chuộc đề cập đến việc giải cứu Cơ Đốc nhân khỏi tội lỗi. Nó giả định một vị trí quan trọng trong việc cứu rỗi vì tội lỗi ở dạng câu hỏi phần của một hệ thống lớn. Dựa vào đó, sức mạnh của con người là không có nơi nương tựa. Tại sao việc mua lại quan trọng? Sự chuộc lỗi là cực. Nó có nghĩa là bạn đã vượt từ lập trường này sang lập trường khác. Điều tuyệt vời là sự thay đổi lập trường càng lớn thì sự phân cực được tạo ra càng lớn. Điều này làm cho lực hấp dẫn của cuộc sống và thông điệp của bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao mọi người yêu thích một câu chuyện trở lại hay. Ví dụ về sự đổi quà là gì? Định nghĩa về chuộc hành động trao đổi một thứ gì đó, lấy tiền hoặc hàng hóa. Một ví dụ về đổi quà là sử dụng phiếu giảm giá tại các cửa hàng tạp hóa. Sự chuộc lỗi được định nghĩa là hành động sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Một ví dụ về sự đổi thưởng là một người nào đó đang làm việc chăm chỉ cho khách hàng mới để cải thiện danh tiếng của mình. Sự khác biệt giữa tha thứ và sự cứu chuộc là gì? Bản chất chúng ta cũng muốn được tha thứ. Sự cứu chuộc là hành động hướng tới sự tha thứ của ai đó. Và khi cả sự tha thứ và sự cứu chuộc đều đang làm bởi việc để hàn gắn mối quan hệ, hành trình của chúng ta để có thể chấp nhận hành động sai trái của một ai đó được hỗ trợ rất nhiều. Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu đấng cứu chuộc chúng ta. Trong Thần học Cơ Đốc, Chúa Giê-xu đôi khi được gọi là đấng cứu chuộc. Điều này đề cập đến sự cứu rỗi mà Chúa đã được cho là hoàn thành, và dựa trên phép ẩn dụ về sự cứu chuộc hay mua lại. Mặc dù sách Phúc Âm làm không sử dụng danh hiệu đấng cứu chuộc được sử dụng trong một số thư của Thánh Phaolô. Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời là gì? Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời được viết ra theo giáo dục cả thanh niên và những cơ đốc nhân thiếu kinh nghiệm về những gì Đức Chúa Trời đã làm để cứu chuộc con người sa ngã và cho phép khôi phục mối thông công. Những cơ đốc nhân có kinh nghiệm hơn và những người đang tiến hành xa hơn trong cuộc hành trình của thuộc linh của họ để có thể thấy cuốn sách này mang tính giáo dục. Giao ước của sự cứu chuộc là gì? Các giao ước cứu chuộc là giao ước đời đời trong Thiên Chủ Đoạn, cho trong đó Cha bổ nhiệm Chúa Con nhập thể, chịu đựng và chết như một người đứng đầu của liên bang của loài người để chuộc tội cho tội lỗi của họ. Đổi lại, Chúa Cha hứa sẽ làm cho Đấng Christ trở từ kẻ chết sống lại, làm sáng danh Ngài và ban cho Ngài một dân tộc. Các giao ước của Đức Chúa Trời là gì? Các giao ước Kinh Thánh cùng một số giao ước Kinh Thánh, nhưng năm giao ước rất quan trọng để hiểu câu chuyện trong Kinh Thánh và kế hoạch của cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Giao ước Noah, giao ước Abraham, giao ước Môi-se, giao ước David và giao ước mới. Bí ẩn của sự cứu chuộc là gì? Sự cứu chuộc của Đấng Christ là tập trung tâm của đức tin công giáo của chúng ta. Đức Chúa Trời đã mặc lấy bản chất con người của chúng ta và cư ngụ giữa chúng ta như một con người thật. Ngài chịu đau khổ chết, sống lại từ chết, cả chết và lên trời để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và mang chúng ta lên địa vị con nuôi của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc của cơ đốc nhân là gì? Nó có nghĩa là gì để chuộc lại? Sự cứu chuộc là một trong Kinh Thánh có nghĩa là một sự mua bán hoặc một giá chuộc
trong lịch sử như chuộc lại được dùng để chỉ việc mua tự do cho nô lệ. Một nô lệ đã được chuộc lại cái chết giá phải trả cho sự tự do của mình. Đức Chúa Trời đã nói về việc dân Israel giải thoát khỏi ắt nô lệ ở Ai Cập theo cách này: Ta là Chúa, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập, và ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi ắt nô lệ của họ, và ta sẽ chuộc các ngươi bằng một cánh tay gian rộng và với những hành động phán xét tuyệt vời. Xuất Ê-díp-tô ký chương 6 câu 6. Việc sử dụng sự cứu chuộc trong Tân Ước bao gồm cùng một ý tưởng này: mỗi người đều là nô lệ của tội lỗi. Chỉ qua cái giá mà Chúa Giê-xu phải trả trên thập tự giá, một con người tội lỗi mới được cứu chuộc khỏi tội lỗi và sự chết. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.